Và xin chào đón quý vị và các bạn lại theo dõi với kênh Bonsai Tiến Sự, và xin gửi đến quý vị và các bạn một cây xanh. Cách đây vài năm tôi mua một cây xanh cốt già, cây hoàn thiện, cây cộ, nhưng mà tôi cắt về mo này các bạn, cắt còn còn có bé xíu đây. Tôi đang qua một cái điện thoại lấy lại cái bức hình này rồi, và bây giờ chúng ta xem Tiến Sự sau một thời gian chinh phục nuôi thì nó. Vâng, đây các bạn nha. Đó. Vẫn là một cái dáng đó. Tuy nhiên thì vía này đã được bổ sung ở một cái chậu cách thủy, tức là dưới lồng một cái chậu nước. Do tôi khá bận công việc nên là tưới là hơi khó khăn. Phía trên hôm nay thì có thể tôi sẽ cắt lọc. Đó, các bạn thấy là ngút trời. Chậu này một, nếu không nhầm thì 80m2 các bạn. Chậu 80m2. Bây giờ thì tôi sẽ lọc đi các bạn nhé. Đây các bạn thấy này. Đó. Có những chỗ thì vẫn tiếp tục để nuôi. Ví dụ như là những cái điểm này thì chúng ta, cái này nó sẽ ra cho chúng ta một cái lu. Chung là cái chỗ tôi nuôi nó cũng hơi chật các bạn. Sau thời gian nuôi thì bây giờ cái chỗ nào mà nó ok rồi thì chúng ta cắt đi để nó không bị to, còn chỗ nào mà chúng ta cần cho nó to thì chúng ta vẫn nuôi các bạn nhé. Do cái cành nó rất là dài nên là tôi cắt dư ra, xong bắt đầu tí nữa sẽ cắt lại thì nó không bị xước. Đây, các bạn thấy cái ngồng nó cả 2 mét rồi. Thank you.
Như vậy là các bạn thấy một cái cốt rất triển vọng và chúng tôi cũng đã nuôi được một thời gian. Hôm nay thì đã quyết định cắt giật còn một số cái cành thở để tiếp tục nuôi thêm phần chân bệ. Đây là lấy thêm chân bệ các bạn. Cái vị trí này thì tôi đang muốn cái chỗ này nó nở ra tí nữa. Nó nở ra tí nữa các bạn nhé. Chỗ này cũng vậy. Này tiến sự cần một cái u để cho nó không bị phẳng cái điểm này. Còn gần như là chúng ta đã cắt giật lại. Cắt giật lại các bạn nhé. Cắt giật. Đây là những cái điểm mà sau này sẽ được thiết kế. Chỗ nào mà nó đói thì ta tiếp tục nuôi. Cắt đi hết thì nó sẽ đẹp luôn, nhưng mà chưa cần các bạn nhé. Chưa cần đẹp luôn. Rồi bây giờ tiến sự sẽ quay gần cho các bạn xem. Và cũng sẽ là kết thúc video. Xin là trước khi kết thúc xin là cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Trong quá trình nuôi thì chúng ta có thể chăm sóc, chúng ta phải chăm sóc thì mới có sự thành công được các bạn nhé. Cứ bỏ không thì nó sẽ bị chậm phát triển và nó sẽ đạt được cái ý, nó sẽ lâu hơn. Các bạn lưu ý là mùa hè thì chúng ta cần che nắng, mùa đông thì chúng ta cần cho nó ấm, là cây ok đủ nước. Các bạn đừng để cho nắng nó xiên vào cây. Mùa xuân cho đến mùa hè thì cây nó thường là phát triển khá là nhanh các bạn nhé. Cho nên là chúng ta tận dụng. Rồi, xin cảm ơn. Chúng ta lại xem lại cái hình ảnh. Thời mà ban đầu một cái khi tôi mua về nó chỉ có gầy còm như thế này thôi. Bệ biếc nó rất là kém, rách dưới. Và bây giờ thì chân bệ nó đã có đây các bạn. Đó.